Xin chào các bạn, trong quá trình giao dịch thương mại quốc tế chúng ta sẽ tìm hiểu chính về vấn đề xuất, nhập khẩu các đơn hàng giữa quốc gia này tới quốc gia khác. Đôi khi để có thể nhập khẩu được một số hàng hóa vào thị trường Việt Nam, thì cần phải có giấy phép nhập khẩu. Vậy giấy phép nhập khẩu là gì? Giấy phép nhập khẩu là giấy tờ, do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép mặt hàng nhất định được đưa vào lãnh thổ của nước đó, tùy vào quy định pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế mà điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khác nhau tùy quốc gia. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về trường hợp xin giấy phép nhập khẩu đơn hàng máy in lên túi giấy giữa công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam và công ty Jiangsu Nanjiang Machinery Co. nằm ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đầu tiên là bên bán, công ty Jiangsu Nanjiang Machinery Co. Giang Tô, Trung Quốc. Sau đó là bên mua, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu là một máy in Flexor 4 màu WX4CI. Thời điểm xin giấy phép nhập khẩu là ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thị trường trong nước, nhờ những nỗ lực chung tay chống dịch của cả nhà nước lẫn của người dân, thời điểm này dịch bệnh Corona đã trong tầm kiểm soát, thương mại trong và ngoài nước cũng dần phục hồi trở lại như trước khi đại dịch diễn ra. Song thương trở nên tự do với những quy định được nới lỏng trong việc phòng chống dịch bệnh. Thị trường đối tác Trung Quốc, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách Zero Covid với các đợt phong tỏa kéo dài tại nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Giang Tô, nơi đặt trụ sở của bên bán công ty Jiangsu Nanjiang Machinery Co., hãng sản xuất. Điều này gây tương đối nhiều sự khó khăn cho công ty trong quá trình sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Máy in Flexor 4 màu WX4KI là công nghệ tiên tiến nhất để in trước trên túi giấy. Với hiệu quả in ấn tốt hơn và chi phí sản xuất thấp, máy ép sẽ thay thế phương pháp sản xuất truyền thống cho nguyên liệu giấy. Máy tích hợp với hệ thống điều khiển tự động, lấy dấu trung tâm với con lăn an Elax bằng gốm để cho ra màu tốt hơn. Máy có cấu hình lấy dấu trung tâm, vật liệu in được hỗ trợ bởi hình trụ và cải thiện đáng kể việc in màu sắc, đặc biệt là với bất kỳ loại vật liệu giấy trắng hoặc nâu nào. Theo quy định tại điều 27 của Nghị định 60/2014/NDCP, cập nhật bởi Nghị định 25/2018/NDCP hiệu lực từ 1 tháng 5 năm 2018, hàng hóa nhập khẩu là máy in Flexor thuộc danh mục khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông. Máy in Flexor nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế Việt Nam. Cụ thể, doanh nghiệp chỉ phải đóng 10% thuế giá trị gia tăng VAT, 3% thuế nhập khẩu thông thường và được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi ASEAN, Trung Quốc ACFTA 0%. Bên mua, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam thành lập năm 2005, quy mô công ty hơn 100 nhân viên, diện tích nhà xưởng 8.000m², ngành nghề sản xuất kinh doanh, ống giấy các loại, túi giấy, cùng một số các sản phẩm khác. Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu đi một số thị trường, EU, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, phục vụ nhiều ngành công nghiệp như ngành dệt, vải, sợi, ngành băng dính, màng phim các loại, ngành sản xuất giấy cuộn, ngành sản xuất tôn thép cuộn đóng gói hàng hóa. Bên bán, hãng sản xuất Jiangsu Nanjiang Machinery Co. Jiangsu Nanjiang Machinery Co. thành lập vào năm 2000, là một trong những nhà cung cấp thiết bị hàng đầu của Trung Quốc cho các nhà sản xuất in ấn và đóng gói trong ngành túi giấy thân thiện với môi trường để cung cấp cho họ các giải pháp sản xuất túi giấy hoàn chỉnh. Hãng sản xuất có uy tín, đã xây dựng mối quan hệ kinh doanh với hơn 70 quốc gia và khu vực với mạng lưới khách hàng khắp toàn cầu. Tất cả các máy đã được chứng minh bởi các chứng chỉ KE với tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Tại sao bên mua lại chọn hợp tác với hãng sản xuất này? Thứ nhất, để hưởng ưu đãi về thuế quan, máy in Flexor nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, cụ thể, doanh nghiệp chỉ phải 10% thuế VAT và 3% thuế nhập khẩu thông thường. Thứ hai, sản phẩm máy in chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn với giá thành phải chăng. Điều này tạo điều kiện bên mua vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm, vừa có được lợi nhuận cao. Thứ ba, bên hãng sản xuất có uy tín, có kinh nghiệm hợp tác với nhiều doanh nghiệp khắp toàn cầu, đã xây dựng mối quan hệ kinh doanh với hơn 70 quốc gia và khu vực. Các sản phẩm cũng đảm bảo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, tất cả các máy đã được chứng minh bởi các chứng chỉ KE với tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Hơn nữa, hai bên cũng đã ký kết trước đó những hợp đồng thương mại khác nên dễ dàng hợp tác hiệu quả. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với quy trình, thủ tục xin giấy phép nhập khẩu. Theo Nghị định 69/2018/NDCP hướng dẫn luật quản lý ngoại thương, máy in Flexor nằm trong danh mục hàng hóa khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu. Máy in Flexor thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam phải xin giấy phép nhập khẩu được cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông theo thông tư 25/2018/TT-BTTTT. Đơn vị duy nhất cấp giấy phép nhập khẩu máy in là Cục Xuất bản, In và Phát hành tại địa chỉ số 10 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm. Việc xin giấy phép nhập khẩu máy in hoàn toàn không mất lệ phí. Chuẩn bị hồ sơ để xin giấy phép nhập khẩu là bước quan trọng nhất trong quy trình xin giấy phép nhập khẩu máy in. Một bộ hồ sơ cấp giấy phép bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy phép của nhà nhập khẩu, một bản chính, trên đơn ghi rõ mục đích sử dụng sản xuất hoặc kinh doanh bán, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, một bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp. Một số chứng từ theo quy định của hải quan không thể thiếu là chứng từ làm thủ tục hải quan, hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại commercial invoice, bản kê hàng hóa packing list, vận đơn bill of lading, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa certificate of origin và catalog của máy in. Trên catalog bắt buộc thể hiện tên hãng, hình ảnh máy và thông số kỹ thuật của máy. Về quy trình xin cấp giấy phép cần thực hiện như sau. Bước 1, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.
doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu máy in, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị Inflexo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông. Bước 2, chờ phản hồi từ cơ quan chính phủ. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in, trường hợp không cấp giấy phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Việc cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép, cấp lại giấy phép do mất, thất lạc thực hiện theo nguyên tắc sau. Thương nhân chỉ phải nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Thời gian cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại không dài hơn thời gian cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Bước 3, nộp hồ sơ thông quan hàng hóa cho hải quan. Sau khi được cấp giấy phép, doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục là có thể thông quan lô hàng máy in nhập khẩu. Căn cứ vào các thông tin trên bộ chứng từ, lập tờ khai hải quan theo mẫu và phụ lục tờ khai nếu có. Giấy phép nhập khẩu thiết bị in có giá trị đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan. Giấy phép nhập khẩu máy in được cấp cho từng máy cụ thể, theo cả số model và số series máy. Vì vậy không thể sử dụng lại giấy phép này cho những thiết bị cùng loại cho các lô hàng khác nhau. Có thể xin nhiều máy in, loại máy in trong cùng một giấy phép nhập khẩu. Việc quản lý máy in theo số series, do vậy khi xin cho nhiều lô hàng khác nhau cần xác định chính xác số định danh của máy dự định xin, thời điểm tiến hành xin giấy phép nhập khẩu. Việc tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ nên được tiến hành trước khi chính thức giao dịch với đối tác nước ngoài, bởi vì việc tìm hiểu và chuẩn bị đủ các điều kiện để xin giấy phép thường mất nhiều thời gian. Khi biết chắc sẽ xin được giấy phép, lúc đó doanh nghiệp mới đàm phán chính thức với đối tác cũng chưa muộn, hoặc có thể tiến hành song song nhưng không chốt hợp đồng cho đến khi giải quyết xong vấn đề xin phép cơ quan chức năng để được nhập khẩu máy in. Vậy trong quá trình xin giấy phép nhập khẩu máy in, công ty Sao Đỏ có gặp phải bất kỳ khó khăn nào hay không? Sau khi có đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định trong hồ sơ cần chuẩn bị, đại diện của công ty Sao Đỏ, anh A, đến trụ sở của Cục Xuất bản In và Phát hành để xin cấp giấy phép nhập khẩu. Tại đây, anh A được quầy hướng dẫn chỉ dẫn tới bộ phận một cửa của cục để nộp hồ sơ xin giấy phép. Nhân viên một cửa sau đó sẽ nhận đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu của công ty Sao Đỏ và hẹn sẽ gọi lại cho anh A để đến lấy giấy xin phép nhập khẩu được ký duyệt trong vòng 5 ngày nếu không cần phải xác minh hay bổ sung gì thêm. Như vậy, có thể thấy quy trình xin giấy phép nhập khẩu không quá phức tạp, cũng như không phát sinh bất kỳ phụ phí nào. Thời gian chờ xin cấp giấy phép cũng vô cùng nhanh chóng, đảm bảo quá trình thông quan được diễn ra thông suốt. Cuối cùng là về giấy phép xin nhập khẩu. Sau khi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu được Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, và do không có vấn đề gì phát sinh, công ty Sao Đỏ sẽ được cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in. Và sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết các thành phần của giấy phép nhập khẩu này. Giống như các văn bản nhà nước khác, phần trên cùng của giấy phép là quốc hiệu, tiêu ngữ và tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, ở đây là Cục Xuất bản In và Phát hành, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Phía dưới tiêu ngữ là ngày cấp giấy phép. Phía dưới tên cơ quan tổ chức là số hiệu của văn bản, dùng để phân biệt với các văn bản khác do cơ quan phát hành. Phần tiếp theo của giấy phép là tên của giấy phép, ở đây là giấy phép nhập khẩu thiết bị in và trích dẫn các căn cứ ban hành. Nội dung chính của giấy phép bao gồm 4 mục với nội dung dựa trên đơn đề nghị cấp phép trước đó của doanh nghiệp. Mục thứ nhất bao gồm tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhận giấy phép cũng như thông tin chi tiết của hàng hóa được cấp phép nhập khẩu. Mục thứ hai là mục đích nhập khẩu, doanh nghiệp Sao Đỏ mua máy in Flexo nhằm mục đích thương mại thay vì áp dụng trong hoạt động sản xuất, do đó thông tin được kê khai trong giấy đề nghị cấp phép và giấy cấp phép nhập khẩu đều là kinh doanh để bán. Mục thứ ba là địa chỉ đặt máy lần đầu, công ty Sao Đỏ lựa chọn trụ sở công ty là nơi đầu tiên để đặt máy in sau quá trình nhập khẩu. Mục thứ tư trích dẫn trong điều 30 của nghị định 60/2014/NĐ-CP liên quan tới việc quản lý sử dụng thiết bị in. Với các máy in không phải máy photocopy màu, giấy phép sẽ trích dẫn khoản 1 của điều này, quy định thiết bị in chỉ được sử dụng để sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều kiện hoạt động in theo quy định của pháp luật. Giấy xin phép nhập khẩu sẽ chỉ có giá trị cho đến khi hoàn thành thủ tục thông quan, điều này để tránh trường hợp bên mua sử dụng lại giấy phép nhập khẩu mà không thông qua sự cho phép của cơ quan nhà nước trong các lô hàng sau. Sau khi phân tích giấy phép nhập khẩu của công ty Sao Đỏ, ta có thể thấy văn bản này trình bày những thông tin cơ bản nhất về công ty và hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên đây là các bằng chứng đầy đủ để hải quan có thể chấp nhận làm thủ tục thông quan cho máy in Flexo của công ty Sao Đỏ. Và đó là những thông tin về nghiên cứu trường hợp xin giấy phép nhập khẩu của nhóm 4 đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Đỏ Việt Nam. Chúng em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.